Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chế độ ăn cho từng bệnh. Đây là một chế độ ăn cho từng bệnh kỳ thứ 3. Say máy bay. Uống nước càng ít càng tốt trước khi máy bay cất cánh. Ngậm một ít muối mè trong lúc bay, không ăn đường hay kẹo, không uống rượu. Say sóng cũng chữa như thế. Lưu ý nếu tuân thủ những chỉ dẫn này trong 1 hoặc 2 tháng, bạn không bao giờ say sóng nữa. Sợ sệt, chữa dễ nhất là nhanh nhất, ăn theo số 7 mà không uống nước vài ngày. Áp nước gừng theo trợ phương 1. Dán cao khoai sọ theo trợ phương 2. Suy giãn tĩnh mạch thì có thể chữa lành nhanh bằng cách ăn theo thực dưỡng, tránh dùng đồ ôm, ngâm mông 15 phút trước khi đi ngủ theo trợ phương 9 rất hữu ích cho phụ nữ. Suy nhược thần kinh chỉ ăn theo số 7 với một ít muối mè. Tai biến mạch máu não sẽ không bao giờ bị bệnh này nếu là người ăn uống theo thực dưỡng. Thực đơn tốt nhất cho người bệnh là ăn theo số 7. Tăng nhãn áp do ăn quá nhiều thực phẩm âm, nhất là chất béo và rượu. Ăn theo số 7, uống nước càng ít càng tốt. Tâm thần phân liệt, thân tâm không hợp, nhất là đặc tính của chứng bệnh âm này. Hầu hết người bệnh đều bị suy dương, lực hướng tâm, mất ý thức, bị ảo giác, nạn nhân tưởng mình là ngoài cơ thể, bay bổng ở trên không. Đây là bệnh cực âm đối với những người thể chất yếu, còn ung thư là bệnh cực âm của những người có thể chất mạnh. Ăn theo số 7 triệt để ít nhất 3 tuần. Uống trà tương theo trợ phương 8 và những thức uống dương xem bệnh hoang tưởng. Thấp khớp, uống nước ít ít lại, chỉ dùng trà gạo lứt, áp nước gừng theo trợ phương 1 và dán cao khoai sọ theo trợ phương 2. Thiên đầu thống ăn theo số 7, số 6 và số 5 với một ít muối mè, áp nước gừng theo trợ phương 1 và dán cao khoai sọ trợ phương 2. Thừa insulin, đây là bệnh chuyển tiếp, sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường, tức là thiếu insulin, hypoinsulinism. Bạn có thể chữa lành bệnh này rất dễ bằng cách là ăn theo số 7. Tiêu chảy kiết lỵ thì không uống nước gì ngoài uống nước bột sắn theo trợ phương 5 giây hoặc là kem bột sắn dây theo trợ phương 6. Áp nước gừng theo trợ phương 1 và dán cao khoai sọ theo trợ phương 2 ở bụng hay là ngâm bông gừng. Còn bệnh tiểu đường thì do sử dụng quá nhiều đồ ăn thức uống âm, Tây y chưa tìm ra cách trị lành tiểu đường. Dù đã tìm thấy insulin từ lâu, số lượng bệnh nhân tăng lên từng ngày. Riêng ở Mỹ thì có hàng triệu người mắc bệnh này. Điều đó cho thấy giới hạn của y học đối chứng trị liệu. Dựa trên khoa học, bệnh gọi là nan y này sẽ được chữa lành trong 10 ngày. Nếu bệnh nhân hiểu ý nghĩa cầu nguyện và nhịn ăn, cơ cấu vũ trụ vô tận và có ý chí mạnh, còn không thì y sẽ nuôi bác sĩ và ngành dược suốt đời. Y không cần vào địa ngục sau khi chết vì y đã ở đấy rồi. Cách tốt nhất để chữa bệnh này là ăn theo số 7 với 100g potimarron, tức là loại bí đỏ trồng ở Hokkaido của Nhật. Đối với 50g adoki là đậu đỏ Nhật hoặc là xích tiểu đậu. Potimarron và adoki rất là giàu carbon hydrate hoặc đường glucose. Cả hai bác sĩ có bệnh nhân tiểu đường dùng. Tuy nhiên lạ lùng là gạo lứt, potimarron và adoki có thể chữa lành hẳn tiểu đường một cách dễ dàng mà không dùng thuốc. Những carbon hydrate được chuyển hóa thành đường trong cơ thể, bởi vậy y học đối chứng cấm dùng vì sợ làm bệnh nặng thêm. Tuy nhiên nếu chữa tiểu đường mà không dùng thực đơn ở carbon hydrate thì việc trị lành ấy là giả tạo. Việc trị thực đơn số 7, nếu nặng thì áp nước gừng hoặc là dán cao khoai sọ. Ung thư, đây là loại bệnh đáng quan tâm nhất. Cùng với bệnh tim và tâm thần, ung thư là một trong bộ ba tai họa hủy diệt nhất của thời đại chúng ta, một minh chứng nổi bật về sự bất lực của y khoa đối chứng hiện đại. Do thiếu hiểu biết cơ cấu và trật tự của vũ trụ mà y học hiện đại không thể chữa lành ngay cả một mụn cóc tầm thường, chứ chưa kể là phòng ngừa nó xuất hiện. Mọi chữa trị triệu chứng đều mang tính phân tích và do đó là cản trở và phá hoại. Ví dụ họ cố gắng hạ sốt mà không lưu tâm đến nguyên nhân và cơ chế của cơn sốt đó, hoặc họ dùng chất kiềm để trị chứng dư axit trong khi bệnh sốt có thể chữa lành dễ dàng bằng cách không ăn thực phẩm tạo axit. Họ dùng thuốc kháng sinh để trị bệnh nhiễm trùng mà không trừ khử những thứ giúp vi trùng phát triển. Cuối cùng, họ phá hủy những cơ quan bị bệnh bằng phẫu thuật mà không giải quyết nguyên nhân sinh bệnh. Tất cả do phán đoán sai lầm của con người trong ăn uống. Ung thư, bệnh tâm thần và tim mạch chỉ là đáp số, là đường cùng của y học đối chứng trị liệu. Mà không am hiểu tiến trình của sự sống, ung thư là căn bệnh âm nhiều nhất. Những bệnh gọi là nan y tấn công những kẻ có một thể chất bẩm sinh tốt hoặc theo chữa trị sai bằng đối chứng trị liệu. Không bệnh nào dễ chữa hơn ung thư, cả bệnh tâm thần và bệnh tim cũng thế, bằng cách trở về lối ăn uống đơn giản nhất và thiên nhiên nhất. Ăn theo số 7, ăn 100% hạt cóc, áp nước gừng theo trợ phương 1 và dán cao khoai sọ theo trợ phương 2. Về ung thư máu, xem ung thư có thể chữa lành trong vòng 10 ngày. Nếu bạn đã hiểu về triết lý y học viễn đông và thành thạo cách nấu nướng thực dưỡng, hãy thử đi, bạn sẽ ngạc nhiên. Bệnh vàng da, nhịn ăn ít nhất 3 ngày, sau đó thì ăn kem gạo lứt theo trợ phương 3 với một trái mơ muối sắc nhỏ.
Nếu em bé còn bú mẹ mắc bệnh này thì không chữa lành trong vài ngày thì có thể rất là nguy hiểm. Bà mẹ phải tự dương hóa mình bằng cách ăn đồ dương, không cần chữa trị đứa bé. Về vết thương, ăn theo số 7, không uống một chút nước nào trong vài ngày. Thoa dầu mè, mơ muối rất có ích, 1 hay 2 trái mỗi ngày. Về viêm khớp thì rất dễ chữa lành, ăn theo số 7 nghiêm túc, áp nước gừng theo trợ phương 1 và dán cao khoai sọ theo trợ phương 2. Viêm màng bụng cũng thế, ăn theo số 7 với vài miếng nhỏ, mơ muối, áp nước gừng và cao khoai sọ vào chỗ đau. Viêm màng não ăn theo số 7 với một ít muối mè trong 1 tháng, sau đó ăn theo số 6, tức là 90% hạt cóc, 10% rau củ, rồi số 5 là 80% hạt cóc, 20% rau củ, cả hai dùng với rau củ xào. Viêm màng xương ăn theo số 7 với một ít muối mè, áp nước gừng theo trợ phương 1, dán cao khoai sọ theo trợ phương 2 ngày 4 lần. Viêm mũi, đây là bệnh chảy nước mũi do viêm loét màng nhầy, ăn theo số 7 triệt để và uống nước càng ít càng tốt. Viêm ruột thừa, người thực dưỡng thì không mắc bệnh này, ăn theo số 7 là tốt nhất. Đồng thời có thể áp nước, gừng và dán cao khoai sọ. Viêm tai giữa, ăn theo số 7 nghiêm ngặt, dùng được súp Nga, xem sách của Jen Kokeri. Nếu rất nặng, dùng súp cá chép trong vài ngày, xem Jen Kokeri. Viêm thận, thận là một cơ quan rất dương, hầu hết bệnh thận đều do ăn nhiều thực phẩm thịnh âm, nhất là thức uống cực âm, uống ít lại và ít lại, tránh thực phẩm thịnh âm. Dùng kem gạo theo trợ phương 3, nước đậu đỏ theo trợ phương 7 với một nhúm muối. Nếu đau nhiều, áp dụng trợ phương 1 thì trợ phương 2. Vọt bẻ gây ra bởi quá nhiều đồ ăn thức uống âm, đặc biệt trái cây và đồ ngọt. Trước hết, bệnh tấn công chân, một phần duy nhất của cơ thể, mà chân thường hút những thứ thịnh âm. Nếu vọt bẻ tấn công tim thì nguy hiểm. Những triệu chứng và đau đớn là dấu hiệu báo động tự nhiên. Nếu ngăn chặn dấu hiệu này bằng đối chứng trị liệu hoặc thuốc giảm đau, thì bạn từ bỏ cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Vô sinh, ăn theo số 7 triệt để trong 2 tuần, rồi lần lượt các số 6, 5, 4 trong vài tháng, ngâm mông thực đóng 15 phút trước khi đi ngủ. Và cuối cùng là xuất huyết, gồm chảy máu trong dạ dày, ruột, tử cung và mũi, lợi, chảy máu và ung, nhọt, chảy máu. Những bệnh xuất huyết phát sinh do ăn thực phẩm quá là thịnh âm. Hiếm khi chảy máu do quá dương, nếu bị xuất huyết không cần làm gì, bệnh sẽ tự khỏi. Trên đây là những điển hình trừ các bệnh thông thường theo phương pháp thực dưỡng. Nên nghiên cứu thấu đáo và học hỏi, chữa bệnh, những bệnh phức tạp hơn bằng tự thân mình. Hãy theo gương muôn thú nơi hoang dã, hãy là bác sĩ cho chính mình. Không có gì là không thể nếu bạn có niềm tin, chân thực, thấu hiểu cơ cấu về trật tự của vũ trụ, ngay cả bạn có thể bảo hòn núi biến mất dưới biển kia.